của sức ngủ trên thế gian này sẽ không có ảnh hưởng vô đề dẫn đến của người, thì chúng con cũng sẽ không ở môi trường tập thực hành pháp luật hòa, tập thực hành các ảnh vô đề, dẹp trừ phiền não, chuyển hóa thân tâm và quân bồi có sự thành tựu giải thoát của chính mình. Thank you.
Chương trình xin tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.